Nam vực sự tình kết thúc, lại là một đoạn hành trình mới, Diệp Thần như nguyện bước lên Tây Mạc Đại Địa. Lúc này đây, bóng dáng của hắn cũng không cô độc, bên cạnh có thêm 6 bóng người, dưới ánh hoàng hôn chiếu ra 6 đạo bóng nghiêng, kề vai sắt cánh, một đường nói đùa, hoàng đoạn tử tán gỗ vô cùng vui vẻ. Huyền hoang Tây Mạc cũng không nhỏ hơn Nam vực, đại địa minh mông, bình nguyên minh mông, thấy nhiều cự nhạc, cũng có đại xuyên tung hoành, sông dài cuồn cuộn, trở lịch sử bụi bằm, chứng kiến thương hải tăng điền cùng nam vực bất đồng chính là tây mạc này có thêm một chút trang trọng cùng yên hòa phiêu phi linh lực nhiều hơn một loại tín ngưỡng lực giống như một kiện thánh khiết ngoại y bịt kín ở phía địa phương này tây mạc đa miếu miếu là thánh địa của phật chúng sinh thành kính bái phật cho phật tụ tập niệm lực bành liệt trong mắt thế nhân bọn họ chính là phật phàm nhân quỳ lại cầu khẩn chính là bình an ba ngày sau bảy người mới bước vào thành cổ đầu tiên kể từ khi vào tây mạc thành từ bi mỗi một tòa thành cổ đều có truyền thuyết của nó từ bi thành này cũng không ngoại lệ tương truyền thời cổ đại một tôn giả đến đây truyền bá phật đạo lần thứ hai tu thành chính quả hậu thế xưng là từ bi tôn giả tên của thành cổ này cũng được truyền lại từ đó nhằm cảnh cáo thế nhân từ bi vi hoài vào thành bảy người lên người thấy mùi hương hương khói tràn đầy tràn ngập toàn bộ từ bi cổ thành tựa như tiến vào không phải là một tòa thành cổ mà là một tòa chuồng miếu khắp nơi đều có mùi hương mấy ngày trước nam vực rất náo nhiệt cho dù hương khói tràn đầy cũng vẫn là thế gian hồng trần nơi có người tụ tập liền có truyền thuyết ban đêm từ bi thành tiếng nghị luận tràn đầy thánh thể đi rồi có thể không náo nhiệt sao quán trà không thiếu tiếng thổn thức líu lưỡi một đường này của hắn liền chứng thực một đạo lý có chỗ của hắn tất sẽ náo nhiệt vạn tục thịnh hội bởi vì hắn làm cho một mớ hỗn độn Quá nhiều chủng tộc thái tử bị diệt, còn chọc tới tứ đế thiên kiếp, vì hắn, vạn tộc suýt nữa khai chiến, đều là mang theo đế binh đi qua. Buồn cười Kim Ô cùng vây bằng thái tử, thánh thể đều đi rồi, hai người bọn họ còn nhất định phải tìm kích thích, bị giết hồi mã thương, chính mình chết không nói, còn liên lụy tộc nhân, thương vong không nhỏ. Đặc biệt là côn bằng thái tử, nghe nói thánh thể trà trộn vào côn bằng tộc cũng bức, chính vì vậy, mới chọc cho côn bằng lão tổ giận dữ kêu gọi vạn tộc, làm ra lệnh truy nã vạn tộc. Đáng tiếc thánh thể thế đơn lực mỏng, tiếng thở dài liên tiếp vang lên. Nghe nói vì bắt hắn, hơn 5.000 chủng tộc tham dự vào, còn có 9 chuẩn đế, động 9 tôn cực đạo đế binh, thánh thể lần lượt giết ra, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi tử kiếp, chôn ở minh thổ, cũng coi như an sinh. Nói đến minh thổ mới thật sự quỷ dị. Nhắc tới tên cấm khu, quá nhiều người nhịn không được dùng mình một cái tính cả thánh thể chết bốn người mỗi người chết cực thảm ta liền kỳ quái vì thế mà đi đâu cũng có truyền thuyết ngươi tiểu viên hoàng khiêng thiết côn vô tận tức giận liếc mắt nhìn diệp thần một cái có thể hay không để cho chúng ta cũng nổi giận một phen đạo hữu ngươi đã từng gặp qua nữ tử này đối với lời nói của tiểu viên hoàng diệp thần trực tiếp không để ý hắn giờ phút này đang sách theo một bức họa khắp đường cái lần lượt hỏi về phần người trên bức họa là một nữ tử tự nhiên chính là sở huyên sở linh hắn đến huyền hoang tây mạc chính là nữ tử đến tìm từ thành vô lệ đi ra nếu thật sự cùng người trên bức họa bộ dạng giống nhau như đúc không cần phải nói tám thành tựu là một trong các nàng nhưng mà hắn một đường hỏi xuống nhận được đáp lại phần lớn là lắc đầu chưa từng thấy qua đạo hữu kia có thể biết thành vô lệ lúc trước hàng lâm ở tây mạc diệp thần không buông tha mỗi lần đều hỏi vấn đề này. Nữ tử, vô lệ chi thành đi ra, cũng biết hôm nay ở nơi nào. Vào một tòa Nico tu hành, không biết là ai, không ít người đều trả lời. Đa tạ, diệp thần có chút tiếc nuối, lâm vào trầm mặc, huyền hoang tây mặc nhiều miếu thờ, một đám tìm đến chết cũng chưa chắc tìm được xong, chết chỉ trách, tây mặc quá lớn. Ta đã hỏi qua, thành này truyền tống trận tổn hại, ngày mai mới có thể mở ra. Bắc Minh Ngư và Tiên Vương Hạc từ một bên trở về. Sắc trời đã muộn, chúng ta không ngại nghỉ ngơi một đêm ở đây. Cũng tốt, Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Có phải không, nữ tử này là ai vậy, thật tuấn tú. Tiên Vương Hạc cầm bức tranh từ trong tay Diệp Thần. Cái này còn cần phải nói, nhất định là thất đệ muội, hề ngư tiếp nhận, cũng nhìn nước miếng chảy ra, mượn ta dùng một đêm làm sao tiểu viên hoàng chọc diệp thần cười cực kỳ hèn mọn dứt lời đã kia liền bay ra ngoài trực tiếp lên chín tầng mây thật lâu cũng không xuống hình như cùng đại địa vũ hùng bọn họ nhau nhau nuốt một ngụ nước miếng tê dại đem bức tranh trả lại cho diệp thần đừng nhìn người xếp hàng lão thất mãnh liệt nhất chính là hắn ít tìm hắn chọc cười diệp thần rời đi trong lúc đó còn không quên liếc mắt nhìn bầu trời một cái nếu thấy tiểu viên hoàng kia rơi xuống còn có thể không chút do dự bổ sung một cước, nữ nhân của lão tử. Người cũng dám nghĩ, đám người hề ngưu cùng tê tê cũng lếp mắt một cái, liền kề vai kề vai đi về phía thành cổ. Trước khi đến, họ đã hỏi rõ ràng rằng thành phố này có màu xanh lá cây, lâu, hơn nữa màu tím đều không tệ, tổ đoàn này đi uống rượu hoa, không chừng còn có thể ngủ một hai cái, mục đích trước sau như một của bọn họ. Diệp thần liền bình thường hơn nhiều, một đường đi một đường hỏi, trong lúc đó cũng động chu thiên, tìm người chuyển thế, Tức nuối, từ bi thành này cũng không có chuyển thế nhân, mà hắn cũng bởi vì lần thứ hai động chu thiên tiến hóa, thọ nguyên cùng tu vi bị cắn nuốt một tia, cảnh giới của hắn đã ngã xuống thánh nhân sơ cấp. Cũng chính là nói, không bao lâu nữa, hắn sẽ ngã xuống thánh nhân cấp, trở thành chuẩn thánh cấp. Bỗng nhiên, hắn dừng chân ở trước một quầy hàng nhỏ, chính là quầy hàng nhỏ bán pháp khí, chủ quầy hàng là một lão già, có lẽ là làm ăn không tốt, đang phòng tay ngủ gật, tiếng ngáy vang lên hắn không đi quấy giày lão vây kia, mà là giơ tay lên từ quầy hàng cầm lấy một thanh thiết côn, ừm, càng chuẩn xác mà nói, phải là một cây roi sắt, đen không chuồn mùa thu, cảm giác vào tay rất trầm trọng. Đà thần tiên, hắn nhíu mày, cực kỳ xác định đây là đà thần tiên hắn từng dùng qua. Hơn 200 năm trước, đại sở thiên huyền môn bán đấu giá, hắn bán hạn đà thần tiên, hơn 100 năm trước, vì cứ đại sở Hoàng Yên, bị tư mệnh tinh quân bắt cóc, nói là vật của Khương Thái Công làm cho hắn ngoài ý muốn chính là cả thần tiên lại hiện thân ở chư thiên vạn vực, để cho hắn nghĩ không ra. Đánh thần tiên dường như còn nhớ rõ hắn, ở trong tay hắn ong ong, dường như là vui vẻ, giống như là nhớ nhung. Người sao lại trở về, diệp thần mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như thân nhân của mình vậy. Tiểu hữu, coi trọng roi sắt này, rẻ hơn với ngươi. Lão di tình, rưỡi thất lương, xong việc liền xách ra bầu rượu, ba tư một ngụm, Bộ dáng rất là hưởng thụ. Tiền bối, dòi sắt ngươi này từ nơi nào mà đến, Diệp thần hỏi. Một đạo mộ tập bán ta, nói là bảo bối, lão vây nói xong, ngáp một cái. Đạo mộ tập. Có muốn hay không, mười vạn bán người, để chính là bảo bối. Muốn, Diệp thần không trả giá, lưu lại túi đựng đồ chứa mười vạn nguyên thạch, xoay người rời đi. Rất khoát như vậy, sớm biết nhiều hơn một chút, lão vạch bưu môi, thu túi đựng đồ, cũng bắt đầu thu dọn quầy hàng, làm ăn không dễ làm, sớm thu về nhà sớm, còn có thể đi thanh, đi dạo một vòng quanh vào nhà. Diệp thần đi trên đường phố nhộn nhịp, cầm đả thần tiên, lan qua lộn lại đánh giá, vẫn không rõ đả thần tiên bị dẫn đi thiên giới, sao lại chạy xuống, hơn nữa còn chạy đến trong tay đạo mộ tặc, chẳng lẽ là Khương Thái Công ném xuống, ai nhặt là của ai. Đáng tiếc đả thần tiên tuy rằng bá đạo, nhưng lại chỉ có linh tính vô linh trí, nếu nó có linh trí, có thể trực tiếp hỏi nó. Thần vật thiên giới, các người đều bất phàm, càng không nói đến thần khí của Khương Thái Công, vậy thì thiên giới khiêng tay, thiên giới chúng thần đều do hắn phong, đà thần tiên tám thành tựu là đà thần. Chưa từng tìm ra nguyên nhân, hắn đành phải thu đà thần tiên, đối với nó còn rất thân thiết, ít nhất bồi hắn trăm năm, cũng là bảo vật từ đại sở mang ra, cách lâu như vậy, dùng rất là tiện tay, hắn lại lấy ra bức tranh, một đường đi một đường hỏi, vô thức, hắn đã đi đến một ngôi đền thành phố. Miếu thành hoàng ban đêm, vẫn như trước bóng người đông đúc như trước, người ra vào ra vào không ít, hơn chín phần đều là phàm nhân, hoặc là cầu bình an, hoặc là cầu phú quý, đều là vì may mắn mà cầu phúc. Trong lưu hương khổng lồ, cám đầy đàn hương, cũng có chậu kho báu, bên trong chứa đầy đồng tiền. Diệp thần trầm mặc không nói, nhìn phàm nhân thành kính quỷ lại, hắn không khỏi mỉm cười. Thật lâu trước kia, hắn còn chưa bước lên con đường tu sĩ, cũng giống như bọn họ vào đêm tối đen đối với tượng phật phá miếu thành kính quỳ lại hy vọng hắn cũng có thể có một cái nhà ấm áp mỗi ngày đều có thể ăn no không cần nhịn đói chịu đói không cần cùng chó hoang tranh đoạt thức ăn ăn thần minh nên mở mắt để cho hắn thành tu sĩ ngoại trừ nhà ấm áp những nguyện vọng khác đều đã đạt thành có thể nhìn nhiều trải qua nhiều mới biết hồng trần có bao nhiêu buồn cười thế gian này thật sự có thần minh diệp thần tự diễu cười trong mắt phàm nhân Bọn họ chính là tiên cao cao tại thượng, phàm nhân quỳ lại tiên, tiên thì sao, nên quỳ lại ai, quỳ xuống bầu trời. Cuối cùng nhìn thoáng qua, hắn trực tiếp tiến vào đại điện thành hoàng miếu, đập vào mắt liền thấy một tòa thần dinh tượng. Phàm nhân gọi là thành hoàng gia, là thần hộ mệnh của thành trì, phàm là nhân gian cơ hồn mỗi tòa thành đều có miếu thành hoàng, cũng đều cung phụ người thành hoàng gia, đem hán tôn dùng là thần minh, thường đi quỳ lại. Diệp thần không hiểu, vì sao lấy Phật ra đặt tên là từ bi thành vì sao lại có thành hoàng miếu một phật một thành hoàng hai pho tượng dinh thự chính là hai pho tượng thần minh thế nhân nên đi tin cái nào nếu ngươi thật sự có thể hiền linh có thể cũng vì ta đạt thành một ước nguyện hay không diệp thần mỉm cười cầm lấy đàn hương chỉ điểm nhẹ nhàng cắm ở trong lưu hương chắp tay bái một cái chỉ là đợi hán lễ xong lại phát hiện đàn hương cắm kia đúng là hướng hắn uốn cong xuống giống như là đang hành lễ hoặc là nói thành hoàng gia chịu không nổi hắn bái lại, lại lấy đàn hương làm bày, trả lại hắn một đại lễ. Hắn là tiên, bậc vị cao hơn hắn rất nhiều, bái hắn, tổn hại cái gọi là hương khói. Ngư hữu linh, thiên giới, diệp thần vất tay lao đàn hương, cười nhìn tướng thành hoàng gia kia. Một tia hồn mà thôi, thật sự thành hoàng thần dinh, ở thiên giới, tượng đá thành hoàng mở miệng. Đã từng gặp qua nàng, diệp thần nói xong lấy ra chân dung các nàng sở huyên sở linh đã từng cũng có một nữ tử giống như ngươi cầm một bức chân dung hỏi ta như vậy thành hoàng mỉm cười người nàng ấy vẽ là ngươi chính là người không biết ngươi vẽ nhưng nàng ấy có một nữ nhân giữ chân dung của ta diệp thần nhíu mày tham dò nhìn thành hoàng ngươi trong miệng nữ tử kia nhưng là bức họa này ngươi ngươi là khi nào gặp nàng Bộ dạng giống nhau như đúc, thành quân trả lời. Về phần thời gian, nên là hơn một trăm năm trước. Hơn một trăm năm trước, Diệp thần lầm bầm một tiếng, suy nghĩ phi chuyển, nhớ lại chuyện cổ xưa. Hơn một trăm năm trước, cùng thời gian như lão tổ cơ gia nói trùng khớp, cơ gia lão tổ gặp qua sở huyên, sở linh, kết hợp với lời thành hoàng nói, nữ tử kia, nhất định chính là một trong các nàng. Diệp thần rất là vui mừng, không chỉ hắn đang tìm các nàng các nàng cũng đang tìm hắn, cho dù là các nàng còn chưa từng cởi bỏ ký ức kiếp trước, nhưng một cái luân hồi, làm sao có thể ngăn trở một cái tình. Càng trùng hợp chính là, nàng cũng từng tới từ bi thành này, cũng từng cầm chân dung hỏi thành hoàng, đây có lẽ chính là định số trong bóng tối, chỉ là ông trời trêu người, bọn họ bỏ lỡ, mạnh mẽ đè nén tâm từ kích động trong lòng, diệp thần lại nhìn về phía thành hoàng. Trước đó một thời gian, vô lệ chi thành hàng lâm huyền hoang tây mạc, có một nữ tử đi ra, việc này. Người có thể biết được. Biết được, thành quân cười cười. Đừng hỏi nàng ở đâu, cho dù là thành quân, cũng không biết. Đà tạ, diệp thần nói xong, xoay người ra khỏi đại điện, tâm tư kích động khó có thể áp chế. Lúc này mới ra khỏi thành hoàng miếu, liền nghe thấy một tiếng sói gào thét. Lão đại, có người làm ta, cẩn thận nghe, chính là tên tiểu viên hoàng kia thanh âm khí phách nghiêng nghiêng, chân đến cổ thành run lên, diệp thần nghe được, ở thành. Lâu cùng hoa tử hề nhu cũng nghe được, tính tình trâu bỏ tại chỗ liền đi lên, mang theo một cái búa lớn giết ra, khí tức cuồng bạo, làm cho người ta hoảng sợ. Còn có đại địa Vũ Hùng, Bắc Minh Ngư, Tiên Vương Hạc cùng Tê Tê, cũng đều mang theo người đi ra, đi thẳng đến chỗ tiếng gào thét, mảnh thiên địa kia, trong nháy mắt liền vang lên tiếng kinh thế ầm ầm. Diệp thần dương mắt, nhìn từ xa, mới thấy tiểu viên hoàng cùng ai cãi nhau, đó là ba người biệt hắc bào, khí tức cường đại, tu vi cảnh giới đều không thấp, chính là chuẩn thánh phương cấp. Đối với huyết mạch của ba hắc bào nhân, diệp thần cực kỳ quen thuộc, chính là người yêu tộc. Đại chiến nóng bỏng, đội hình sáu trọi một, trực tiếp làm ra ngoài thành, phàm nhân trong thành phần lớn trốn vào miếu cùng miếu thờ thành hoàng, phục phục quỳ một mảnh, cho là chọc giận tiên nhân, về phần các tu sĩ, sớm đã chạy ra ngoài xem kịch, năm năm thành đàn, một mảnh lại một mảnh. Diệp thần trực tiếp không để ý, lại sách ra bức tranh, chuẩn bị một đường hỏi, ba chuẩn thánh vương, hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận của mấy người, đặc biệt là hình ngưu, một người liền đủ để cứng cường thánh vương. Nhưng, đang đánh, tình huống cũng không phải chuyện như vậy, lại có một người gia nhập đại chiến, chính là người yêu tộc, tu vi là thánh vương cấp, trong nháy mắt áp chế hình như bọn họ. Lão thất, sao, giúp ta, tiếng chửi bới của châu truyền đến, chấn động đến bầu trời ông ầm. Diệp thần bất đắc dĩ, cuối cùng thu hình ảnh, một bước bước ra khỏi thành cổ, đập vào mắt liền thấy sáu người đem huynh đệ bị đánh đầy trời chạy loạn, một thánh vương, ba chuẩn thánh vương làm rất hung dữ. Hắn đến, làm cho mấy người hề ngư tê dại tiến lại gần, mặt mũi đều bầm dập, nhưng mỗi người đều giống như đánh máu gà, lão thất đến, làm cho bọn họ rất có sức mạnh. Người cũng là đi đâu có chuyện gì, Diệp thần lướt nhìn tiểu viên hoàng. Tại sự tình huống, lần này thật không oán ta. Tiểu viên hoàng mắng một câu, hỏa nhãn kim tinh tràn đầy ngọn lửa chạy tán loạn, khí phách mãnh liệt mãnh liệt. Đã mẹ nó đi, ba người liền nhảy ra, sống chết muốn mua thiết bổng của ta, ta chỉ định là không làm cái đó, một lời không hợp, đánh nhau. Nghe vậy, Diệp thần hơi nghiêng đầu, hứng thú nhìn yêu tộc đối diện một thánh vương cùng ba chuẩn thánh vương. Ba vị, tốt xấu gì cũng là tiền bối, cưỡng mua cưỡng bán, cái này có chút khi dễ người dễ nói thương lượng, không biết nâng đỡ. Nhất yêu tộc chuẩn thánh vương cười lạnh, cũng rất có sức mạnh nói, đối diện mạnh nhất là thánh nhân, cũng chỉ có hai người, còn lại đều là chuẩn thánh cấp bậc, bọn họ bên này chính là có thánh vương cấp tọa chấn, rõ ràng khi dễ người, sao lại đi. Tên này của ta, châu chửi bới, dùng chiến phủ giết chết, đi thẳng đến người nói chuyện. Muốn chết, chuẩn thánh vương yêu tộc hờ lạnh, một trường đè tới, lại bị một búa của hình ngư bổ ngã ra ngoài tay cốt máu chảy đầm đìa nếu không phải nội tình còn muốn hơn phân nửa đã bị bổ sống làm đại địa vũ hùng cùng tiểu viên hoàng bọn họ gào thét thẳng đến hai chuẩn thánh vương còn lại về phần yêu tộc tôn thánh vương cấp tất nhiên là muốn lưu lại cho diệp thần không có biện pháp ai bảo lão thất mãnh liệt nhất vạn tộc truy nã cường giả như vậy đều có thể giết ra vài nhóm cùng châu bò thật để ý với ta Diệp Thần bĩu môi, lúc trước hung mãnh như vậy, đó là có đại thánh thân thể trợ uy, còn có rất nhiều âm minh tử tướng không kém cùng với một thanh chuẩn đế kiếm bá đạo. Nhưng hôm nay, thân thể đại thánh bị hủy, âm minh tử tướng toàn bộ tự bạo, cũng chỉ còn lại chuẩn đế kiếm kia, với chiến lực thánh nhân cấp của hắn, phát huy không ra uy lực chân chính của chuẩn đế binh. Chủ yếu nhất chính là tu vi của hắn bởi vì Chu Thiên mà ngã xuống, sớm đã không ở trạng thái đỉnh phong, lần này chống lại thánh vương cấp tu sĩ, mặc dù là có thể chiếm thượng phong nhưng cũng khó đem đối phương chém diệt lão phu rất bội phục quyết đoán của các ngươi diệp thần bĩu môi yêu tộc thánh vương sâu kín cười một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chăm diệp thần là ai cho các loại tự tin người yêu tộc đều rất cuồng diệp thần cười du khí tức tăng lên khí thế hào hùng tất nhiên không lượng sức yêu tộc thánh vương cười khinh miệt một bước vượt qua lăng thiên chỉ một cái. Diệp thần chưa từng cứng rắn, bất ngờ lần trốn, tránh thoát tuyệt sát của lăng thiên, sau đó ba năm người rụt lại thành tắc, đi thẳng về phía hề ngưu, đối thủ của hề ngưu, bị một quyền đánh ngã ra ngoài. Hỗn đản Chuẩn thánh vương yêu tộc bị lật úp giận tím mặt, nhất thời động bí pháp, tóc dài trở nên đỏ như máu, Bi tâm còn có thần văn khắc họa, cuốn yêu khí, nhào về phía hề ngưu, thánh nhân lại có chiến lược cường hoành như vậy. Yêu tộc thánh vương hai mắt hiếp lại, nhất thời vượt qua hư thiên, hắn là quá coi thường diệp thần bọn họ, tu vi đúng không cao, nhưng chiến lược rất mạnh, lần thứ hai giết tới, hắn vẫn chưa lưu thủ, vẫn bá đạo một chỉ, mang theo uy lực cực mạnh. Diệp thần nguy nga không nhúc nhích, cho đến khi một ngón tay kia sắp xuyên thủng thân thể hắn, hắn bỗng nhiên biến mất, động nghịch thiên hoán địa, cùng hình như đại chiến yêu tộc chuẩn thánh vương thay đổi vị trí. Máu tươi bắn tung tóe, rác đầy hư thiên, chuẩn thánh vương yêu tộc kia, cũng không biết đi đâu liên bị làm khô một cái trở tay không kịp thánh vương chỉ một ngón tay trực tiếp đưa hắn lên hoàng tuyền rời thiên hoán địa yêu tộc thánh vương khuôn mặt nhất thời âm lãnh dường như nhận ra diệp thần thi triển bí pháp rất là ngoài dự liệu một ngón tay này của hắn rất mạnh đem đồng đội tiêu diệt lão thất làm đẹp hình như nhếch miệng cười xem như hiểu được diệp thần lúc trước vì mà chạy hắn cái vòng chiến này mục đích chính là kéo gần khoảng cách lấy tay của yêu tộc thánh vương tiêu diệt chuẩn thánh vương yêu tộc thao tác này rất tao nhã hơn nữa bị diệp thần dùng rất trơn đi giúp bọn họ diệp thần tùy ý trả lời một câu gắt gao nhìn chằm chằm thánh vương yêu tộc đối diện sợ gã kia chạy tới tiểu viên hoàng bọn họ bên kia làm loạn hắn tuyệt sát rất là bá đạo hình ngưu nhớ lại doanh người đi đến vòng chiến của đám tiểu viên hoàng còn chưa gia nhập đại hỗn chiến bên kia liền khí phách nghiêng nghiêng gào một tiếng nam đánh phục các huynh đệ, hướng tử can, một câu nói này của hắn, làm cho tiểu viên hoàng bọn họ nhất thời bức cách đại khai, đội hình ba chọi một, ai sợ ai, đừng nhìn chúng ta tu vi thấp, nhưng chúng ta đều là xuất sinh, ừm, đều là xuất sinh. Yêu tộc chuẩn thánh vương rơi vào thế hạ phong, bị sáu người làm không ngẩng đầu lên được, đường đường là chuẩn thánh vương, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, bị một đám hậu bối vây quanh đánh, đã không biết đông nam tây bắc. Yêu tộc thánh vương hử lạnh, một bước đại vượt qua thiên linh cái có một đạo thần hồng rực rỡ trùng đêm là một cây chiến kỳ cổ xưa trực tiếp phong tỏa bốn phương không gian cho đứt bí pháp di thiên hoán địa cũng không ngốc diệp thần chân đạp thái hư giết về phía yêu tộc thánh vương cả kinh tứ phương tu sĩ run rẩy thánh nhân cấp dám chỉ đối với thánh vương cấp không người nào dám nghĩ đây là tiết tấu muốn chết trong tính kinh dị thánh vương yêu tộc đã há miệng phun ra một giọt máu huyết hóa thành một mảnh yêu hải che trời che đất mỗi một sợi đều nặng nề như núi, còn có rất nhiều dị tượng đan xen. Đây là dị tượng cấp Thánh Vương, yêu hải dung hợp đạo của Thánh Vương, tịch thiên quyền địa, nút trường diệp thần. Nếu như thánh nhân bình thường, sợ là trong nháy mắt liền bị nghiền thành cho bụi. Nhưng Diệp Thần cũng không phải là thánh nhân bình thường, chẳng những không phải là thánh nhân bình thường, ngược lại còn là cái loại trộm bá đạo này, rất sinh mãnh. Chuẩn đế kiếm đã hiện ra trong tay hắn, một kiếm chém ra một giải ngân hà, hóa ra yêu hài, chuẩn đế binh uy lực bá đạo, cho dù không thể phát huy uy lực chân chính, lực lượng cũng là không chỉ bổ ra yêu tộc Thánh Vương yêu hải, ngay cả yêu tộc Thánh Vương cũng đọc lui về phía sau. Chuẩn đế tinh Yêu tộc Thánh Vương sắp biến, khó có thể tin nhìn huyết sắc phần tịch kiếm trong tay Diệp Thần, hắn không thể tin được, trong tay Diệp Thần, lại còn có một chuẩn đế khí. Hơn nữa, chuẩn đế khí hắn còn biết, chính là kiếm của phần tịch lão tổ, yêu tộc cùng phần tịch lão tổ giao hào, hắn may mắn gặp qua phần tịch kiếm, đó là một thanh hung danh chắc từ thần binh. Ngày xưa, phần tịch lão tổ cũng vào di tích viễn cổ, nghe yêu tộc thái tử nói, phần tịch lão tổ ở trong di tích cứu trả lại mạng hắn, về phần đuổi giết thái tử nhà hắn, chính là thánh thể. Sau khi di tích xảy ra biến cố, rất nhiều hậu bối đều đi ra, lại hết lần này tới lần khác không thấy lão tổ phần tịch kia, hiện giờ, ở đây phải gặp chuẩn đế binh của đốt tịch lão tổ, yêu tộc thánh vương làm sao không kinh ngạc. Ngươi cùng phần tịch lão tổ có quan hệ gì? yêu tộc thánh vương hét lớn gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần không có quan hệ gì diệp thần cười từng bước đi tới khí thế cùng chuẩn đế kiếm khí thế dung hợp sát khí cùng sát khí đan xen, bù đắp tu vi không đủ chiến lược cũng theo đó tăng cường hắn và phần tịch lão tổ vốn không thù hết lần này tới lần khác gã kia muốn tham dự ân oán giữa hắn và thái tử yêu tộc ở trong biển máu của di tích nếu không có phần tịch lão tổ nhúng tay vào yêu tộc thái tử sớm đã bị diệt cũng chính bởi vậy hắn mới ở trong di tích cường sát phần tịch lão tổ mặc dù không có được thân thể chuẩn đế của hắn nhưng lại là chuẩn đế sát kiếm của hắn đích thật là một hung binh đáng sợ trời ạ à, chuẩn đế binh bốn phương người nhìn đến run sợ đều nhao nhao lui về phía sau né tránh tu sĩ tu vi yếu đã bị khiếp sắc mặt tái nhợt không chống đỡ được uy áp của chuẩn đế binh lần này may mắn chạy ra ngoài thành nếu như ở bên trong từ bi thành hơn phân nửa đã bị san thành bình địa không ít người sợ hãi chuẩn đế binh quy lực quá mạnh, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thân mang chuẩn đế binh, người mặc hắc bảo mang theo mặt nạ quỷ minh, tuyệt đối có bối cảnh, các lão gia hỏa nhau nhao trầm ngâm. Không có nội tình thâm hậu, cũng không dám cùng yêu tộc đối tác. Người rốt cuộc là ai? Trong tiếng nghị luận, yêu tộc thánh vương bóp ấn mà đến, quát tiếng chấn thiên. Người đoán, diệp thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vẻ mặt nhân xúc vô hại, xuất thủ cũng không hàm hồ chút nào, một kiếm lăng thiên bá đạo vô cùng, trời khép lại lần nữa sụp đổ. Yêu tộc thánh vương mặt như băng xương, biết chuẩn đế binh bá đạo, không cứng rắn, đã đại na di thần thông tránh qua, sau đó trưởng ấn như thần đao, lăng thiên một trường, bổ trời cao nổ tung. Diệp thần cũng không phải che đậy, đã thánh thân cứng rắn, lật tay chín đạo bát hoang quyền, chấn lui yêu tộc thánh vương, còn chưa chờ đối phương ổn định thân hình, bá tuyệt một kiếm lại đến, yêu tộc thánh vương chảy máu được, rất tốt. Yêu tộc thánh vương tóc tai bù xù, cười dữ tợn, hai mắt yên lặng, huyễn làm huyết hồng, còn có hòa nhiệt tinh quang nở rộ, muốn chém diệp thần, đoạt chuẩn đế binh, nhưng thấy mi tâm hắn có thêm một đạo thần văn, là yêu tộc cấm pháp, chiến lược trong nháy mắt tăng lên. Thánh vương động cấm pháp, khủng bố cỡ nào, yêu khí trùng đêm, ngay cả hạo vũ tinh không cũng bị che lầy, diệp thần thần sắc không thay đổi, đánh nhau tiến lên, trực tiếp khai khô, cửu đạo bát hoang chằm lấy chuẩn đế binh thi triển. Một kiếm thiên địa thất sắc, uy lực bẻ gãi kéo dài, còn có đạo tác diện hóa ở trong đó. Yêu tộc Thánh Vương mở cấm pháp, vốn định có thể giả vờ hào hào, lại bị lật út, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng cũng không phải truyền từ bên này, mà là truyền bên kia của châu. Yêu tộc còn lại hai pho tượng chuẩn Thánh Vương, bị đánh thành một khe, nguyên thần bỏ chạy, hướng Thánh Vương cầu cứu. Nhưng đám người hình như sao có thể buông tha, một người hung dữ hơn một người, một người mạnh hơn một người đều là nguyên thần bí pháp truyền thừa trong tộc như trước, đem hai người kia chém sám bay khói. Yêu tộc Thánh Vương giận tím mặt, huyễn hóa thành bản thể, chính là một con hắc dao long hình thể như núi, lân phiến phiếm u quang lạnh như băng, trong đôi mắt rồng tràn đầy bạo ngược cùng khát máu. Này, tiểu hữu! Đám người hề như không làm nữa, sáu người đồng loạt xông tới, vây quanh bốn phương, liều mạng phóng đại chiêu, một bộ liên tiếp một bộ, không dừng lại, mỗi một tông đều sát sinh đại thuật, đi yêu tộc thánh vương nổi giận gầm lên thân thể rồng đong đưa nghiền sập hư thiên đám người hành ngư mưu đều bị hắt ngã tiểu viên hoàng cùng đại địa vũ hùng bọn họ còn tốt tiên vương hà cùng bắc minh ngư thực lực tương đối yếu thân thể suýt nữa nổ tung bị thánh vương một kích thiếu chút nữa khô bạo tạm thời rời khỏi vòng chiến này hình như bọn họ làm mãnh liệt diệt thần làm càng mãnh liệt chín đạo thần thương hợp nhất thẳng bức yêu tộc nguyên thần thân thể bọn họ cường đại nguyên thần lại là một tá lùng cửa một tá một chuẩn quả nhiên thánh vương cấp cũng bị thương nặng khó đỡ chín đạo thần thương bị một kích đánh thần hài ong ầm um. diệp thần đại triển thần uy sách chuẩn đế kiếm nhảy lên hậu bối yêu tộc thánh vương long thân thể nói nhảm là một câu không nói nhiều vung kiếm liền chém một kiếm tiếp một kiếm không mang theo rừng tay hề ngưu đại địa vũ hùng tiểu viên hoàng hán lại từ ba phương đánh tới bọn họ tuy không có chuẩn đế binh nhưng lại có bí pháp bá đạo đều truyền thừa như trước rất hung hãn à yêu tộc thánh vương thảm thân hình tuy khổng lồ nhưng lại là một huyết lưỡi tiếp theo một đạo huyết lưỡi. mặc dù là thánh vương cũng khó ngăn cản súc sinh bình thường vây đánh thân thể một lần lại một lần bị khô bạo liệt một lần lại một lần khép lại nhưng kế tiếp bị từng được lại một đợt khô càng thảm máu tươi như mưa chút xuống đều là đen kịt lóe lên ánh sáng yêu tính nhiễm đến trời đất đen kịt tứ phương tu sĩ nhìn nhất miệng lưỡi, lưỡi hình ảnh vô pháp vô thiên như vậy vẫn là lần đầu tiên được gặp mấy yêu nghiệt này nào xuất hiện, đường đường là thánh vương cấp, cũng không ngẩng đầu lên nổi. đều có tư cách vượt cấp đấu chiến. tây mạc từ khi nào xuất hiện nhiều hậu bối yêu nghiệt cấp như vậy? đặc biệt là người cầm chuẩn đế kiếm trong tay, chiến lực quả thực khủng bố vô biên. có người thổn thức nói, thực lực như thế, có thể cùng tây tôn sóng vai, không biết ai yếu ai mạnh. sự thật chứng minh, thế hệ này hoàn toàn nghiền nát thế hệ trước. Lão bối tu sĩ cảm thấy vô lực, một pho tượng thánh vương đều bị làm không ngẩng đầu lên được, bọn họ lại còn có thể nói trước gì đó. Dưới sự chú ý của vạn người, yêu tộc thánh vương quỳ xuống, nguyên thần bị thương, bị diệt thần chém đầu rồng, thân thể rồng khổng lồ của nó, bị tiểu viên hoàng một gậy đập nát, hai tên hề ngưu cùng đại địa vũ hùng kia, cũng đủ xuất sinh, trực tiếp làm cho người ta rỡ tám khối, lòng huyết phun mỏng, hình ảnh rất là hoành tráng. Sinh mệnh lực này cũng coi như ngoan cường, bỏ đi nguyên thần, thiếu đốt nguyên thần lực tinh thuần, cực nhanh bỏ chạy, trong mắt không còn thần thái cao cao tại thượng, nghiễm nhiên là một chi quyển có tăng gia, hắn muốn chạy, diệt thần bọn họ tất nhiên là không dám, một đường đời giết qua, tốc độ đều như u măng. Các người thật sự muốn không chết không thôi, yêu tộc Thánh Vương nổi giận gầm lên, lại không dám dừng lại chút nào. Hiện tại biết kinh ngạc rồi, lúc trước làm gì đi, tiểu viên hoàng mắng to, đuổi theo hung dữ nhất, còn muốn thiết bổng của ta ngược lại trời ngươi đánh không lại còn muốn chạy không có cửa ngươi thái tử khi dễ lão thất nhà ta hôm nay tân cửu cụ oán một chỗ tính tốc độ của hề ngưu cũng không chậm chiến phủ ngăm đen bá liệt vô song một đôi mắt trâu cũng tràn đầy hàn mang yêu tộc thánh vương hoàng sợ lần thứ hai thiếu đốt nguyên thần lực một đường bỏ chạy hối hận không thôi kỳ thật muốn tiểu viên hoàng thiết bổng cũng không phải là yêu tộc chuẩn thánh vương mà là thánh vương như hắn cần thánh vương kia chỉ là thay hắn làm việc trách chỉ trách cây thiết bổng kia quá mức bất phàm ai ngờ thiết bổng không mua lại chọc tới một đám xúc sinh mỗi người đều sinh mãnh liệt đội hình một tôn thánh vương tam tôn chuẩn thánh vương bọn họ đúng là gặp phải kết cục bị đoàn diệt đừng trốn thoát người không thoát được diệp thần tốc độ nhanh nhất ba năm cái co đất thành một tấc dung hợp thành một bước một cước đạp qua mờ mờ hư thiên ngăn trở yêu tộc thánh vương chạy trốn nộ sau đó chính là bá tuyệt nhất kiếm chỉ là nguyên thần trạng thái yêu tộc thánh vương tại chỗ vui vẻ tiếng ầm ầm từ đó tiêu tán diệp thần cũng không chạm yêu tộc thánh vương mà là đem hán phong vào đại đình làm xong những thứ này bảy người mới xoay người biến mất không thấy động tĩnh quá lớn khó tránh khỏi chọc theo bốn phương chú ý nếu thân phận bại lộ lại truyền về nam vực lại là một vạn tộc truy nã còn chưa nói tu sĩ lúc trước xem cuộc chiến đích xác đuổi theo không ít muốn nhìn cảnh tượng thánh vương kết thúc cũng là tốc độ không đủ đuổi theo một đường nhưng đuổi theo không thấy bóng người đêm khuya một mảnh núi lớn trải dài lửa trại sáng sủa mấy xúc sinh dựng lên nồi sắt lớn trong nồi sắt thịt thơm bốn phía hầm chính là thịt giao long mỗi một khối đều là đại bổ nào nào chia nhau rồi một đám người tụ tập trước một đống bảo vật tiểu viên hoàng rất là tự giác đem rất nhiều đan dược ném cho tiên vương học bọn họ mà trượt cầm đi trợ thương thánh vương bảo bối, quả là không ít. Đại địa võ hùng cười ha hả, cũng rất tự giác nói, trong lúc nói chuyện, đã có một tông pháp khí bất phàm bị thu đi, sau đó còn có nguyên thạch, diệp thần mang tính biểu tượng thu mấy kiện bảo vật, cuối cùng đem một truy nã lệnh nắm trong tay. Trên lệnh truy nã chính là một người, càng chuẩn xác mà nói là một nam tu, tư thế oai hùng bừng bừng, con người như sao, rất thâm thúy, giữa hai hàng lông mày một chút lãnh lệ, thật là khiếp sợ lòng người. Người này, thoạt nhìn rất quen mặt, nhìn kỹ, còn quen mặt, giống như một màn sinh ra của con trai chiến vương năm xưa tiêu thần, đường nét khuôn mặt, khí chất, ánh mắt, đều là bình thường không gì sánh được. Tám phần là người chuyển thế, diệp thần khẽ lầm bầm, đem nguyên thần danh vọng yêu tộc sách ra, lạnh lùng nói. Yêu tộc truy nã người này, lai lịch bây giờ, vì sao phải truy nã hắn, yêu tộc thánh vương vẫn chưa mở miệng, mà là hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm nồi sắt lớn cách đó không xa, bên trong nước sôi cuồn cuộn mùi thơm bốn phía hầm chính là thân thể của hắn rất là tức giận đây là một hình ảnh giống như sao trơ mắt nhìn thân thể mình bị hầm tâm tình này không khó lý giải đám thỏ con trước mặt này quả là xúc sinh yêu nghiệt làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi trả lời câu hỏi của ta diệu thần nhàn nhạt, nhạt một tiếng đem bức họa tiêu thần treo ở trước người yêu tộc thánh vương người này lai lịch bây giờ còn có người yêu tộc vì sao phải truy nã hắn người nếu thả ta, ta sẽ nói yêu tộc thánh vương lạnh lùng một tiếng, rất là miệng cứng. Dễ nói thương lượng hay không nghe, nhất định phải tìm kích thích. Diệp thần hư lạnh, một trường đạt đời yêu tộc thánh vương thiên linh che đậy, động sư hồn bí pháp, muốn mạnh mẽ cướp đoạt trí nhớ của yêu tộc thánh vương thánh vương, nhưng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là yêu tộc thánh vương nguyên thần lại có một đạo cổ xưa cấm chế, chính là cấm chế cổ xưa kia ngăn trở hắn sư hồn, hoặc là nói mạnh mẽ sư hồn, yêu tộc thánh vương nguyên thần sẽ sụp đổ, mà trí nhớ của hắn cũng sẽ theo đó tan thành mây khói. Thật sự là xem thường ngươi. Diệp thần thu thần thông, mà yêu tộc thánh vương nửa chết kia cũng liệt đi xuống, chỉ vì sư hồn quá bá đạo, lâm vào ngất xỉu, lại bị nhét trở lại trong đại đình. Hàng ngày, nhìn mặt quen biết như vậy. Tên hề ngưu kia tiến lại gần, vuốt cầm, nhìn chăm chăm lệnh truy nã trong tay diệp thần, đối với chân dung tiêu thần chuyển thế, vừa nhìn lại nhìn lão đại thật sự là hay quên đó là lôi đình chiến thể đại địa võ hùng liếc mắt nhìn bức chân dung một cái liếc mắt một cái liền nhận ra ngày xưa ta còn cùng hắn làm một trận hàng kia rất là có thể đánh nhìn đầu óc ta kìa hề ngưu vỗ vỗ ót ta nói nhìn quen mặt như vậy đâu lôi đình chiến thể diệp thần nhướng mày đây là cái gì huyết mạch chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe qua là chuyện rất bình thường, ít người biết. Tiểu viên hoàng cầm một khối long nhục gặm đến chính hương. Hồng hoang chiến thể ngươi nên đã nghe qua, lôi đình chiến thể chính là chi nhánh nhất mạch của nó. Hồng hoang chiến thể. Diệp thần tâm thần không khỏi run lên, đó là một loại hồng hoang thời kỳ mới có nghịch thiên huyết mạch, chuyển thừa thật lâu, huyết mạch bá đạo, càng là hoang cổ thánh thể. Chiến thần hình thiên chính là một hồng hoang chiến thể. Đại đế hạ đệ nhất nhân thần thoại cấp tồn tại, hồng hoang chiến thể nhất mạch chi nhánh, huyết mạch không cần nghĩ cũng rất bá đạo. Điều này làm cho diệp thần rất là vui mừng. Đại sở cố hương lại xuất hiện một tôn mặt dài, công phạt nhất định mạnh mẽ bá tuyệt. Nhìn điều tình người này, hàng này là người thân thích nhà, mọi người nhao nhao nhìn về phía diệp thần. Vậy nhất định phải là hảo huynh đệ. Diệp thần từ từ cười. Ngày sau gặp khách khí một chút không nói, hắn chính là lão bắt nhà chúng ta, hề nghiêu nhếch miệng cười không biết xấu hổ không ra. Đại địa Vũ Hùng cùng tiểu viên hoàng bọn họ đều xoa so tay, hai mắt tỏa ra thần quang sáng chói, đã khẩn cấp tìm được lôi đình chiến thể huyết kết bái, máu kia là rất tuyệt vời. Thấy cái đầu này, Diệp thần không khỏi giật khóe miệng, đám huynh đệ này mỗi người đều là nhân vật xuất sinh, bắt được một cái huyết mạch bá đạo, hơn phần nửa đều nhịn không được làm cho người ta thả chút máu, Thế sống trong người đã chín, mấy người không hề phai nhạt nữa vây quanh nồi sắt lớn, mùi rượu tỏa ra bốn phía. Diệp thần không có đi tham dự, mà là dùng bí pháp đánh thức yêu tộc Thánh Vương, muốn tiếp tục hỏi, yêu tộc Thánh Vương tỉnh, lại là vô chi vô giác, thần hải ong ong, đầu thẳng muốn nổ tung, cũng may hắn là Thánh Vương cấp, nếu đổi lại là chuẩn Thánh Vương, đã sớm táng thân dưới sư hồn. Người không nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, Diệp thần nói trong chảo lạnh lùng, mắt không chấp nhìn yêu tộc Thánh Vương, ngươi có thể ngạnh kháng bất quá ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng hắn là lôi đình chiến thể yêu tộc thánh vương sợ hãi có lý do tin tưởng diệp thần để cho hắn sống không bằng chết hắn chém tam hoàng tử tộc ta thánh chủ tức giận lúc này mới hạ lệnh đuổi giết nhưng đã từng tìm được hắn ánh mắt diệp thần sắc bén nhìn chằm chằm thánh vương yêu tộc cả người phát run chúng ta từ bắc nhạc đuổi theo đến trung châu không thấy tông minh nghe nói hắn tới tay mạc liền một đường đuổi giết tới yêu tộc thánh vương nói hai mắt rất ảm đạm diệt thần chưa từng hỏi nữa phất tay đem hắn nhét vào hỗn độn đỉnh trong lòng không khỏi lo lắng nhiều yêu tộc cũng không phải chủng tộc bình thường là một trong cửu tộc viễn cổ nội tình thâm hậu còn có chuẩn đế cùng đế binh tọa chấn nếu mưu túc lược đuổi giết tiêu thần rất có thể sẽ có thảm trạng phát sinh đang nghĩ hắn đột nhiên cảm thấy tiên nhãn run lên lúc trước cửu tôn đế vinh nguyền rùa lại biến mất Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, đang dối dám làm sao phá nguyền rủa, không ngờ nó tự mình giải trừ. Kinh hỉ này làm cho hắn trở tay không kịp, cảm giác được động lực cực nhanh khôi phục, lực lượng bảng bạc làm cho hai tròng mắt hắn sáng như tuyết, ác chủ bài lại trở về, ít nhiều cho hắn rất nhiều sức lực. Kinh hỉ, hắn lại có chút nghi hoặc, đế binh nguyền rủa, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta đã chết, lúc này mới rút nguyền rủa, để tránh tổn hại đế binh trở về. Lúc hắn nghi hoặc, cách đó không xa, Hề Ngưu cùng Tiểu Viên Hoàng bọn họ đã nhao nhao đứng dậy, mỗi người ngửa đầu, nhìn tay nam Hưu Thiên, thần sắc khó hiểu, không biết đang làm cái gì. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt đứt, theo bản năng nghiêng đầu, nhìn mọi người. "Cái gì trở về?" "Gia tộc của chúng ta đều trở về tổ địa." Đám người Hề Ngưu nói xong, lại ngồi trở về. Cũng chính là tự phong như lời nói lúc trước không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Tổ địa, Diệp thần khẽ nhíu mày. Nhĩ đảng gia tộc, đều không phải là huyền hoang bản địa. Tự nhiên không phải, tiên vương hạc cười. Tiền bối của chúng ta, đều là huyền hoang từ xưa đến, chỉ gặp phải biến cố kinh thiên mới trở về tổ địa tị nạn, giống như lần này gia tộc tự phong. Tổ địa ở sâu trong tinh không, hoặc là nói là vũ trụ biên hoang. Bắc Minh Ngư cũng chen ngang. Cho dù là chúng ta, cũng không biết vị trí chân chính, khoảng cách kia, vô cùng xa xôi. Không chỉ có chúng ta, rất nhiều thế lực của huyền hoang đại lục, như viễn cổ cửu tộc cùng tiên tộc, phượng hoàng tộc, cũng không phải huyền hoang bàn địa, tổ địa của bọn họ, cũng ở sâu trong tinh không. Kim ô tộc cùng vây bằng tộc, cũng hơn phân nửa trở về tổ địa, nguy cơ ngươi tạm thời giải trừ, tiểu viên hoàng cười cười, vạn tộc truy nã chấm dứt, không cần phải chịu chế bọn họ nữa. Khó trách, diệp thần sơ sờ cầm, thì thảo tự nói. Khó trách trên tiền nhãn nguyền rùa phong cấm giải trừ, hơn phân nửa cùng bọn họ trở về tổ địa có liên quan, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Không có gia tộc chống đỡ, chúng ta vẫn có thể xông ra khỏi thiên địa, hề ngư dơ lên đại tử bồn. Lần này coi như là lịch lãm, đại danh của huynh đệ chúng ta, sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Hoang, một câu nói, làm cho không khí trong nháy mất nhiệt liệt hẳn lên, huynh đệ gan đảm chụp ảnh, ngược lại cũng không làm bộ. Diệp Thần trong lòng có cảm khái, cũng rất thưởng thức quyết đoán của đám người hề như, đều là thái tử đại tộc, không theo gia tộc hồi tổ địa, ngược lại một mình lịch lãm, phải biết rằng Huyền Hoang khắp nơi đều là nguy cơ. Đây có lẽ là lão bối trong tộc bọn họ muốn nhìn thấy, mới không mạnh mẽ dẫn bọn họ trở về, chân chính trải qua mưa gió, mới có thể trưởng thành chịu được ngất xỉu thế đạo ta luyện, mới có thể lột xác, đến bình minh, mọi người mới loạn trọng đứng dậy, hóa giải từ lực, bước vào hư thiên. Sắc trời sáng ngời, ca bảy người trở về từ Bi Thành, sáng sớm từ Bi Thành, tiếng nghị luận khắp đường phố là, nói đều là chuyện hôm qua, bảy xuất sinh cấp yêu nghiệt, làm một phiếu lớn. Các cục lờ một phen, tiểu viên hoàng mím ông khỉ, đi lại đều có tinh thần gấp bội. Đi theo lão thất, bước trang rất nhiều mặt đất vũ hùng vẻ mặt ý vị thâm trường. Thành thật mà nói, ta gánh vác, rất xấu hổ, châu giữ hung hăng gãi đầu. Không nói nhảm, đều có tính toán gì, trước chuyển tống trận, diệp thần dẫn đầu dừng bước, hứng thú nhìn đám người hành ngưu. Phân biệt nói không nói, đến điểm rất khoát. Ta muốn đi đồng hoàng, tê tề cười cười. Trước tiên nhìn đông hoang đệ nhất mỹ nữ, Xong được xuyên qua huyền hoang tinh hải, đi đông phương tinh không, sẽ có một đoạn lịch lãm dài đăng đăng. Chúng ta vừa vạn ngược lại, đi tây phương tinh không, tiên vương hạ cùng Bắc Minh Ngư kề vai sát cánh, tính tiểu đều giống nhau như đúc. Còn chưa ra huyền hoang, coi như là gặp mặt thế gian. Hai người chúng ta ở phía bắc, tiểu viên hoàng một tay khiêng ô kim thiết bổng, một tay khoác lên vai vũ hùng trên mặt đất, phương bắc tinh không hẳn là rất náo nhiệt hai chúng ta nhất định phải đi sóng một phen người đâu diệp thần cười nhìn hề ngưu sẽ không muốn trở về đi phương nam tinh không đi đừng náo loạn ta có chuyện chính xảy ra hề ngưu vạn vợ cổ yềm đến tây mạc chính là chạy tới tây tôn tiểu tử kia không ít lần đánh ta định đánh hắn khắp nơi tìm răng vừa lúc hai chúng ta cùng nhau không có việc gì còn có thể đi vong xuyên xe một chút Diệp thần cười nói Như thế, cứ như vậy bái biệt Giang hồ đường xa, chúng ta Đi là đi, chưa đợi tiểu viên hoàng nói xong lời Hề ngư liền một cước một cước đạp ngã ra ngoài Còn muốn kiếm nước mắt của ta Đều nghĩ cái gì đây Chỉ thích tính tiệu của lão đại Đám người tiểu viên hoàng nhao nhao đi vào truyền tống trận bất đồng đều là đưa lưng về phía diệp thần cùng hề ngưu phất phất tay hắn năm nay gặp lại mỗi người đều trân trọng sao còn có chút thương cảm diệp thần còn tốt ngược lại hề ngưu có chút muốn rơi lệ nói xong hề ngưu nhắc chân tiến vào cổ thành truyền tống trận diệp thần cười cũng theo đó đuổi theo mười mấy ngày kế tiếp hai người không ngừng lui tới từng tòa thành cổ mục tiêu là phương bắc hề ngưu muốn đi tìm tây tôn can giá diệp thần muốn đi tìm sở huyên sở linh hai người đích sắc thuận đường. Hơn 10 ngày qua, hai người trước sau bước qua mấy chục tòa thành cổ, mỗi một tòa thành cổ, hương khói đều tràn đầy, tín Phật nhân tương đối nhiều, làm cho Tây Mạc đại địa khắp nơi đều tràn đầy trang trọng hòa bình. Tây Mạc thật đúng là nhiều miếu thờ, cũng chính vì thế, nơi tu sĩ tụ tập, gặp nhiều tăng lữ cùng tôn giả, chúng sinh niệm lực thần bí, làm cho hai người hắn đều kiêng kỵ, truyền thừa Phật quả bất phàm. Sau đó một đường, hai người vẫn đồng hành như trước, giống như du khách, mỗi khi đến một thành, Diệp Thần đều sẽ lấy ra bức tranh hỏi thăm, mỗi khi đến một thành, cũng sẽ động chu thiên, tìm kiếm đại sở truyền thế nhân. Đáng tiếc, trước sau bước qua hơn trong tòa thành, sừng suốt không thấy một cái bóng người truyền thế. Phía trước chính là vong xuyên cổ thành, đây là một tòa thành của cách vong xuyên cấm khu gần nhất, hề ngư vùi đầu nhìn bản đồ, tìm được vị trí lúc này, như có như không nói. Có thể cùng minh thổ, luyện ngục, hoàng tuyền, thiên hư nổi danh, vong xuyên cũng đất là nơi đại hung. Diệp thần cười, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra. Mấy ngày nay, hắn động quá nhiều lần chu thiên diễn hóa, tu vi cùng thọ nguyên không ngừng bị hóa giải, cho dù là thủ đoạn của hắn, cũng khó nghịch chuyển, chỉ có thể bị động tiếp nhận buồn cười cán trả như vậy. Hề ngư thu bản đồ, từ trên xuống dưới quét diệp thần, lông mày khẽ nhíu lại, thần sắc cũng có chút kỳ quái. Ta nói, ngươi tu vi này là tình huống, không tăng lên, sao còn sáng xuống khả năng sát nhiệt quá nhiều bị báo ứng diệp thần nhún vai vào thành cổ vong xuyên hề ngư lông mày lại nhíu lại làm khiêng hắn tự nhận vẫn là rất hiểu diệp thần nhưng một đường này đi tới hắn càng nhìn không thấu diệp thần cả người đều có cảm giác thần bí trong lúc nhất thời nghĩ không ra hắn liền cũng không nghĩ nữa gãi đầu đi theo diệp thần vào cổ thành mới vừa rồi vào thành hai người liền dừng chân đều theo bản năng ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn một tòa tượng Phật sừng sững ở trung tâm thành, tượng Phật quá lớn, có thể nói là kinh thiên lập địa. Đó là một pho tượng Phật lớn, sừng sững trong trời đất, được khắc họa sống động như thật, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt Phật hiền lành, mặc dù là một pho tượng, nhưng toàn thân tản ra quang huy yên bình trang nghiêm. Dưới chân tượng Phật, tràn đầy người quỳ lạy, trong phạm vi vạn trượng, đều là nơi thần thánh bất khả xâm phạm, lưu hương khổng lồ, cắm đầy bán về phía, mỗi một luồng hương khí, đều là thành kính. Bức trang này có thể để ngư ôm chiến phủ, thổn thức. Người lăn lộn đến phần này mới là thật sự trao cổ, cho dù là chết, vẫn được thế nhân nhớ kỹ, rất tiểu tính. Diệp thần không nói, lặng lặng ngửa mặt nhìn, biết tượng Phật kia là ai, chính là Phật đế quỷ dị nhất trong huyền hoang 130 đế, giống như Phật ảnh đại nhật như là tịnh thế chú huyện hóa. Bỗng nhiên, hắn còn có thể nghe thấy thần hải có tiếng hồng trung đại lữ, xen lẫn Phật âm hùng hậu, từ xa xưa, cổ xưa mà thần bí, cũng mang theo một loại ma lực làm cho người ta không thể kháng cự. Hắn không khỏi nhíu mày, cố thủ tâm đài, vẻ kiêng kỵ càng sâu, thật đúng là như lời Thái Hư Cổ Long năm xưa nói, tu luyện đại nhật như lai định thế chú, liền khó vứt bỏ nhân quả cùng Phật. Chân chính cảm thấy qua uy lực niệm lực, hắn mới đối với Phật tổ sinh ra kính sợ, chúng sinh niệm lực manh mông, đó là một cố lực lượng vô cùng, đại đế cùng dai, hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Phật gia truyền thừa, không biết bắt đầu từ thời đại nào, lại nhất định sẽ là hương khói nhất mạch sẽ không đoạn tuyệt, cho dù thế nhân còn có một người sùng đạo quy lại, bọn họ sẽ tồn tại trên thế gian. Ta đi tìm chút vui vẻ, ngươi cũng đừng đi một mình, ngày mai cùng đi xem cấm không vong xuyên. Hình như vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, liền khiêng chiến phủ, hư điệu nhỏ bò đi, Diệp Thần không có trả lời, cũng tử pho tượng Phật đế thu ánh mắt, đánh giá vong xuyên cổ thành. Thành này giống như bọn họ một đường đạp qua mấy chục tòa thành cổ, hương khói rất là tràn đầy, còn có pho tượng Phật đế đứng sường dưỡng, càng là chọc tới tứ phương hành bái, làm cho thành này rất là phồn hoa. Mặc dù là một tòa thành, nhưng lại càng giống Phật môn thánh địa, hai bên gác xếp, quán rượu, thậm chí là cầu vòng, đều mang theo Phật ý nồng đậm, một khi vào thành, liền nhịn không được lại thành kính quy lại. Diệp thần vẫn cố thủ tâm đài như trước, Phật quá mức mênh mông, một cái không để ý sẽ thành tín đồ, cái gọi là đạo, cũng sẽ thành hương khói Phật ra cũng không thể bị nó bắt cóc chạy mất hắn động chu thiên tiến hóa đi một phen suy đoán xuống vẫn chưa tính đến thành này có chuyện thế bất đắc dĩ hắn thu thần thông lấy ra sở huyên họa họa đi tới trước một gian hàng chủ quầy hàng là một thiếu niên đang cầm một quy sách về phật đọc ý vị thăm trường lại nhìn vật phẩm hắn bán ra cũng phần lớn là có liên quan đến phật châu như phật châu hàng ma chiêm đàn hương thiền trượng tất cả đều có mỗi một tông đều tràn ngập thánh quang phật thiếu niên hơn phân nửa cũng là một tín đồ Phật gia, sách Phật gia, xem mê hoặc, Diệp Thần ở trước quầy hàng 2-3 giây, sừng sốt không thấy hắn buông Phật thư, làm cho Diệp Thần rất là xấu khổ. Tiền bối đã từng gặp qua người này. Diệp Thần mở ra bức tranh, trong miệng xương chính là tiền bối, chủ quầy hàng mặc dù là bộ sáng thiếu niên, kỳ thật là một lão gia hòa, thánh vương cấp loại này. Nghe vậy, thiếu niên lúc này mới buông sách cổ xuống, một đôi mắt sạch sẽ, liếc về phía bức tranh kia, nhìn nhìn, hắn không khỏi giờ cầm. Nữ tử này, đích xác có chút quen mặt, ước chừng hơn 100 năm, về phần gác ở đó gặp, ngược lại đã quên, tựa như cũng đang tìm người. Diệp thần tâm tình run lên, đúng cuống lại nói, ngữ khí khiêm tốn. Trước đó một thời gian Tây mặc hàng lâm vô lệ chi thành, bên trong đi ra một nữ tử, tiền bối có thể biết được nàng giờ phút này đang ở nơi nào. Không biết, thiếu niên trẻ tuổi lắc đầu, lại cầm lấy Phật thư, Đi hỏi thích ca tôn giả, hắn là vạn sự thông, nên biết được, ba ngày sau linh sơn, hắn sẽ đến đó giảng Phật Pháp. Đa tạ tiền bối, diệt thần chắp tay, xoay người rời đi, trong lòng không kìm nén được kích động. Có mục tiêu thích ca tôn giả này, hắn không có đi hỏi người khác nữa, mà là một đường đi dạo trên đường cái, ánh mắt quét tới quét lui ở quầy hàng hai bên, kỳ vọng có thể đào được chút bảo bối đi ra. Phật Phật ra, hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào đại nhật như lai tịnh thế chú nhân quả còn chưa đứt đoạn hắn cũng không muốn thêm nhân quả khác phật gia bất phàm tuyệt đối không thể chọc vào một vòng này đi dạo xuống đích xác rất có thu hoạch pháp khí cấp thánh nhân bị hắn càn quét không ít trong đó không thiếu pháp khí chuẩn thánh vương một đường chịu hắn ngày ngày phân phái cho người truyền thế không biết từ khi nào hắn mới xoay người đi vào một quán rượu nhỏ tìm một vị trí gần cửa sổ rất nhanh tên hề ngưu kia tới trên cổ treo một chuỗi phật châu từng viên đều rực rỡ rất là bất phàm, lóe lên Phật quang, có ý cảnh Phật, là một tông Phật khí đặc thù. Ngoại trừ những thứ này, trên cổ tay hắn cũng có thêm một chuỗi niệm châu, còn có bên hông hắn, có một chiếc áo cà sa, bị xoa thành đai lưng, trói ở nơi đó, chỉ nhìn thôi, đã đủ bản tính. Vừa mới mua, kéo không kéo gió, hề ngư ngồi xuống, ngư khí ngút trời, một hơi rót một vò. Lão đầu kia còn muốn thiên vị ta, bản lĩnh chém giá của ta, nhưng là tổ truyền. Bảo vật Phật gia, tốt nhất không nên trêu chọc, Diệp Thần chậm rãi một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu chọc. Cùng truyền thừa này kết nhân quả, quăng cũng không bỏ được, cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm, lão đại ta có chừng mực, hề ngưu nhếch miệng cười. Nghe nói thích giả tôn giả kia ba ngày sau sẽ ở Linh Sơn, ngươi có đi hay không, đây chính là một tôn giả chuẩn đế cấp. Chuẩn đế cấp tôn giả, tự nhiên phải nghe vừa nghe, đã tới, sẽ không bỏ qua. Người kia có thể che giấu tốt một chút, đến lúc đó sẽ có người quen cũ của ngươi, ừm, chính xác hơn mà nói là cưu gia, cũng đều chạy tới nghe pháp luật, những tiện nhân như thần tử yêu tộc và thần tử thần tộc. Đi đâu cũng có chuyện, Diệp thần xoa lông mày, luôn cảm thấy có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Nếu Tây Tôn cũng đi, đó là tốt nhất, hề ngư hùng hăng vạn vọng của châu của hắn khí tức cùng bạo lại dâng lên, một loại nào đó đang nở rộ lôi quang. Cũng tiết kiệm lão tử tìm khắp nơi.